Tôi chào cô Thảo ở nước Úc. Tôi là mẹ của bé Ngọc Linh, là nạn nhân. Mà hai đứa cháu đây thì tôi có nhận được số tiền của cô Thảo ở từ nước Úc gửi về là 1.700.000 đồng. Là tôi cũng cảm ơn thầy, tất cả gia đình của chúng con của tôi thì cảm ơn cô. Số tiền này để cô gửi về để nuôi cho mấy đứa cháu ăn học, thì tôi cũng chân thành cảm ơn cô Thảo và cũng cầu chúc cho gia đình cô Thảo được vui vẻ, bằng ăn được phát tài, vạn sự như ý. Hôm nay tôi cũng có nhận được số tiền này là cũng nhờ giới thiệu là Mạnh Thường Quân, mấy nhà cô Thảo biết được tôi thì tôi cũng mang ơn chứ, ai được phát tài phát lộc, cảm ơn. Dạ, con xin chào cô Thảo ở nước Úc. Con là anh trai của bé Thái Thị Ngọc Linh và con tên là Thái Minh Hoàng. Hôm nay con có nhận được ảnh có báo cho con là có cô Thảo ở nước Úc có coi đoạn clip của gia đình con vụ tai nạn, em Linh nó bị tai nạn hỏa hoạn ở Bình Dương đã qua đời, thì cô Thảo cũng thương xót gia đình con, quan tâm tới gia đình con. Cô Thảo có chuyển về cho gia đình con, giúp đỡ gia đình con là số tiền là 1.700.000. Con nhận được rồi, con cũng thay mặt gia đình thành thật biết ơn cô Thảo. Con xin chúc cô Thảo và cùng gia đình ở bên nước Úc được nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Dạ, con xin cảm ơn cô. Dạ, con xin chào cô Thảo. Con tên là anh của bé Thái Thị Ngọc Linh. Dạ, con tên là Thái Minh Hoàng. Hôm nay báo là có cô Thảo ở nước Úc có xem qua đoạn clip của gia đình con về tai nạn em Linh bị hỏa hoạn chết. Con tiền cho con rồi, là số tiền 1.700.000 của cô Thảo ở nước Úc gửi về để ủng hộ gia đình con cho hai bé con của Ngọc Linh để ăn học. Con cũng đã nhận rồi, con thay mặt gia đình để con thành thật biết ơn cô Thảo. Con xin chúc cho cô Thảo nhiều sức khỏe ở nước Úc cùng với gia đình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Dạ, con xin chào cô.